Hello mọi người. Ngày hôm nay tiếp tục lại là một cái series hướng dẫn cho anh em cách giải giúp nhanh hơn. Thì cái lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp crop nhanh nhá. Làm thế nào lắp crop nhanh trong một giây thôi. Thậm chí chưa đến một giây, không phải mấy giây luôn nhá. Thì lắp crop nhanh như vậy bằng cách nào thì ngay trong video này anh em sẽ biết nhá. Đấy, thì mình sẽ nói qua cái phương pháp đó là lắp crop này thì và mình sẽ nói qua cái phương pháp và sau đó mình sẽ nói đến cách luyện tập sau anh em nhá. Đấy, thì cái phương pháp này nó là như thế này. Anh em đầu tiên anh em phải xác định những cặp cạnh cross này nó ở vị trí nào. Ở đây mình thấy có cặp cạnh đỏ xanh lá cây nó về này. Theo thứ tự sẽ là đỏ đối diện với cam, xanh lá cây đối diện xanh nước biển đấy. Theo đỏ xanh lá cây, cam xanh biển đấy. Ở đây thì mình hai màu này về đúng này. Mình chỉ lắp màu này về đây, màu này về đây. Đấy thì này rất là dễ, anh em mường tượng đầu anh em sẽ xoay hai lần xuống này nhá, anh em nhìn nhá. Xoay hai lần xuống này. Đẩy này và đẩy này qua là đã được rồi đấy, anh em phải mường tượng trong đầu trước, sau anh em lắp chỉ cần một bước là xong luôn đấy, được chưa? Thì cái cách làm nó sẽ là như vậy đấy, mình sẽ làm lại nhá. Đây cái mình sẽ mường tượng, mình sẽ đẩy lên đây, sau này mình sẽ đẩy ngang sang này, nhìn anh em nhìn này đấy, như vậy đã được rồi đấy, nói chung phải mường tượng trong đầu trước đấy thì lắp sẽ rất là nhanh. Thì luyện tập như nào, luyện tập để làm sao mà một lần chúng ta làm được luôn. Thì anh em luyện tập, mình hướng dẫn anh em là luyện tập theo kiểu dạng như là bịt mắt anh em nhá. Đấy, anh em bịt mắt anh em này, mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm như này nhá. Ví dụ này, cái mình sẽ mường tượng là mình sẽ lắp cho cái xuống này. Khi mà cho cái xuống rồi thì cái mặt xanh nó ở đây, mặt xanh ở đây thì đây anh em nhìn nhá. Bây mình thử nhắm mắt mình làm nhá, cho cái xuống mặt xanh ở đây này. Đấy, mình nhớ rõ này, mình sẽ đẩy cái này sang đấy, và khi mà đẩy cái này sang rồi thì mặt xanh biển nó sẽ ở đây này, theo mình dự đoán ở đây, và mình sẽ đẩy mặt xanh biển về vị trí này đấy. Ok, đúng luôn này, rồi chuẩn luôn đấy, anh em phải luyện tập như thế. Anh em phải biết tư duy là khi mà cho cái cặp này vào thì cặp kia nó sẽ bị rời ra vị trí nào nhá, thì tư duy nó làm nó như vậy. Ở đây mình làm tiếp cho anh em một ví dụ này. Ở đây mình làm tiếp cho anh em một ví dụ nữa này. Ở đây thì mình thấy là hai cặp này giống nhau này, thì mình chỉ lắp hai cặp cạnh còn lại thôi. Đấy, anh em nhỉ, khi mà mình cho cái này ra đây này và cho này lên thì cái này nó ở vị trí này. Đấy, anh nhìn nhá, đây anh em nhỉ, mình sẽ nhắm mắt mình làm nhá, nhắm mắt mình làm này, cho này lên này, cho này vào và cái đồng thời vào luôn. Đấy, đúng luôn, chuẩn luôn. Đấy, nếu như nhắm mắt làm anh em sẽ làm được nhá. Đấy, nhắm mắt. Tại vì sao phải nhắm mắt? Bởi vì mình sẽ phải tập cho anh em quen cái bước đi, để khi nào mà anh em lắp, anh em sẽ lắp một cách liền mạch luôn. Ví dụ cái này này, lắp màu xanh nước biển ra đây này, màu cam xuống đây này, thì mình sẽ cho màu xanh biển ra đây. Khi mà xoay xuống đây thì màu cam nó sẽ bị đẩy lên đây và mình sẽ phải xoay một lần nữa. Đây nhìn, anh em nhìn nhá, nhắm mắt này, xoay sang đây này, đẩy này xuống này thì màu cam nó sẽ bị đẩy ra đây này. Đấy, rồi mình sẽ phải đẩy màu cam xuống và lắp sang bên này. Đấy, chuẩn không anh em? Đấy, mình đoán rất là chuẩn luôn. Đấy, nói chung luyện tập cứ luyện tập như thế anh em nhá, luyện tập nhắm mắt anh em ạ. Đấy, giải dụ giải cross bằng cách nhắm mắt. Mình sẽ giải lại này. Đấy, thấy không? Nhắm mắt làm rất là nhanh luôn. Thì cái cách luyện tập nó như vậy. Anh em hãy luyện tập thật là chăm chỉ để cho lắp cho mình một cái cross rất là nhanh nhá. Đấy, lắp cross này cần tư duy rất là nhiều đấy. Khi mà học được rồi thì nó sẽ lưng cái thời gian giải giúp của anh em lên. Để mình lấy một cái điện thoại khác để mình thử bấm giờ xem là mình giải cross trong bao nhiêu giây nhá. Nếu mà giải theo cách này này, thật ra nó còn một cái cách nữa là, làm cross mặt D. Nhưng mà ở trong video này mình chỉ hướng dẫn cái cách cross làm cross nhanh thôi. Còn mặt D thì nó lưng cao hơn một xíu. Đấy, nó lưng cao một xíu thì nó sẽ khó hơn. Đấy, cho nên là mình hướng dẫn anh em cái dễ trước, cái khó thì để video sau anh em nhá.